biển Nha Trang và toàn bộ thành phố nhìn từ trên cao quý vị ạ. Phía bên kia là chúng tôi đang đến khu vui chơi giải trí Vinpearl đang xây dựng rất là nhiều. Xi măng đó chính là cái hồ cá Chứng Nguyên và làng chài, các du khách ở đây để mà thưởng thức các loại hải sản tươi sống. Sau Hồng Miễu này xa xa đó chính là Hồng Tâm. Ngoài kia là Hồng Một và Hồng Mung. Đây là khu giải trí Vinpearl. Bây giờ đoàn sẽ đến đây và đoàn đang đi đoạn cáp treo dài khoảng 3 km từ khu Tịch Liên đến bán đảo Hòn Tre. Đảo Hòn Tre là một cái đảo lớn và cáp treo mà chúng tôi đang đi xem là cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Cáp treo này vào năm 2017 sẽ phải nhường lại vị trí cho một cái đường dây cáp treo dài khoảng 8 km nằm ở Phú Quốc. Rồi bây giờ mời quý đồng mình nhìn lại thành phố biển Nha Trang từ độ cao nhé. Vingroup còn xây dựng thêm những khu vực nhà, căn hộ và biệt thự để bán và sau đó sẽ đưa vào trong hệ thống quản lý. Những tòa nhà lớn màu trắng đó thì quý vị thấy cũng nằm trong cái dự án đấy.